Thưa quý khán giả, vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh giai đoạn 2016-2020, triển khai kế hoạch về thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh giai đoạn 2021-2025. Sau đây, mời quý khán giả đến với chương trình tọa đàm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Trước tiên, mời quý khán giả đến với phóng sự ghi nhận những đóng góp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới là chủ trương chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, là cơ hội làm thay đổi diện mạo, tạo nên sức sống mới cho nông thôn, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân ở các địa phương. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, những năm qua, với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, Mặt trận Tổ quốc các cấp ở Tây Ninh xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu rõ và tin tưởng vào chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình, từ đó chủ động tham gia, không trông chờ ỷ lại trong xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở hiệp thương phối hợp hoạt động với các tổ chức thành viên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn triển khai xây dựng nông thôn mới và thực hiện lồng ghép trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng chủ động tổ chức nhiều lớp tập huấn có nội dung về xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ mặt trận. Với mục tiêu hoạt động hướng về cơ sở, Mặt trận Tổ quốc trực tiếp tham gia các ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, các ban phát triển thôn phát huy vai trò của ban công tác mặt trận, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới theo hướng thiết thực, cầm tay chỉ việc và bằng sự nêu gương của các cán bộ đảng viên trong quá trình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đội ngũ cán bộ mặt trận tiến hành tuyên truyền vận động đến từng hộ gia đình và người dân về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trước hết là những tiêu chí có tác động trực tiếp đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân, như xây dựng đường bê tông nội đồng, cứng hóa kênh mương, xây dựng nhà văn hóa, tổ dân cư gắn với sân thể thao, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng công trình vệ sinh, chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn ao, khuôn viên, xóa đói, giảm nghèo. Năm 2021, Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng và duy trì thực hiện các mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững, vận động hỗ trợ cây con giống, nhân dân ở ấp khu phố, đoàn kết tương trợ, hỗ trợ thường xuyên cho hơn 5.200 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền trên 7,4 tỷ đồng để sản xuất kinh doanh, mua bán nhỏ, chăn nuôi. Phong trào thi đua Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới đã được các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hưởng ứng tham gia tích cực. Mặt trận các cấp trong tỉnh đã vận động nhân dân đóng góp trên 5.000 ngày công lao động và trên 2,5 tỷ đồng để mua đất, đá, tu sửa nâng cấp trên 18 km đường, làm mới và bê tông xi măng hóa các tuyến đường giao thông nông thôn trị giá trên 4,7 tỷ đồng. Vận động hiến trên 10.000 mét vuông đất để mở rộng hơn 4,5 km đường trị giá trên 1,1 tỷ đồng. Trong năm 2021, Ban vận động quỹ vì người nghèo 3 cấp vận động được 24 tỷ đồng, đạt 117,8%. Xây mới và bàn giao 222 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 12 tỷ và sửa chữa 27 căn trị giá 408 triệu đồng. Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp tổ chức tốt việc giám sát thực hiện những chính sách về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, tích cực cùng cấp ủy chính quyền hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế. Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, các xã, phường, thị trấn đã thực hiện đúng chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh trên địa bàn các xã điểm và kịp thời giải quyết các ý kiến đóng góp của người dân như sau. Ban thanh tra nhân dân tổ chức giám sát được 518 cuộc. Nội dung giám sát là gồm là công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, xây nhà đoàn kết, cấp phát quà Tết cho người nghèo và các đối tượng chính sách, vân vân. Qua giám sát đã kiến nghị là 44 vấn đề và được các cơ quan chức năng tiếp tục tiếp thu, khắc phục và sửa chữa. Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát được 511 cuộc. Nội dung giám sát gồm là công trình xây dựng đường giao thông nông thôn, chợ, nhà văn hóa ấp, khu phố. Qua giám sát đã kiến nghị 167 nội dung và được các cơ đơn vị thi công tiếp thu và khắc phục sửa chữa.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên, vận động nhân dân mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất, tích cực xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, sản xuất, kinh doanh dịch vụ, đa dạng hóa các ngành nghề, giảm nghèo bền vững, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Cùng với phát triển kinh tế, Mặt trận Tổ quốc tỉnh còn vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí về văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường. Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội, phấn đấu nâng cao chất lượng, giữ vững danh hiệu văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa. Để nâng cao chất lượng đời sống người dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường, không vứt rác thải bừa bãi nơi công cộng, thu gom và phân loại rác thải ngay từ tại gia đình. Ngoài ra, huyện còn làm tốt công tác vận động tuyên truyền nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Từ đó, nhận thức của bà con nhân dân trong các khu dân cư được nâng cao. Đến nay, 80% số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, gắn thực hiện 5 nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của ban công tác mặt trận ở khu dân cư, phát huy vai trò của từng thành viên trong việc hướng dẫn tổ chức giúp đỡ đoàn viên hội viên đi đầu trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Thưa quý khán giả, trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã có những đóng góp vào việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Văn Vi, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh về vấn đề này. Đồng chí có thể cho biết vài nét về kết quả 5 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở chỉ đạo hướng dẫn của Mặt trận Trung ương, Chính phủ và của tỉnh về thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh dưới chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện và hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp đề ra nội dung, biện pháp phối hợp thực hiện xác thực đặc điểm tình hình trong việc tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động tại địa phương, tại địa bàn các xã, phường, thị trấn và cơ sở. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp thống nhất nội dung thực hiện với các tổ chức chính trị xã hội và các ngành có liên quan thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, tuyên truyền quán triệt thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động với phong trào thi đua Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới. Qua 5 năm thực hiện, cuộc vận động được cấp ủy chính quyền, các ngành, các tổ chức quan tâm phối hợp thực hiện và từng bước trở thành phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong nhân dân. Trong phong trào thi đua Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới đã được các cấp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hưởng ứng tham gia tích cực. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới với số tiền là 62,71 tỷ đồng, giúp đỡ 5.646 hộ gia đình, vận động nhân dân đóng góp là 142.863 ngày công lao động, hiến trên 5.503.332 m2 đất để tu sửa nâng cấp đường giao thông nông thôn, ấp với nhiều chiều dài 1.004 km. Cuộc vận động đã tạo sức lan tỏa rộng lớn, tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, mang lại nhiều đổi thay tích cực, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và vật chất của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua cuộc vận động đã khơi dậy phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. 5 năm qua, quỹ vì nghèo tỉnh đã vận động 3 cấp được là 154.616 tỷ đồng, xây và bàn giao là 3.620 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo, trị giá là 164 tỷ đồng. Thông qua các cuộc vận động của tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân ở ấp khu phố đoàn kết tương trợ, hỗ trợ cho 15.286 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền là 73,8 tỷ đồng, hỗ trợ cây con giống với số tiền là 36,3 tỷ đồng.
Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện 1.017 mô hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, như là giúp nhau vươn lên thoát nghèo, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, giám sát và phản biện xã hội. Nó còn một hết rồi đó. Vâng ạ, đồng chí cho biết về việc thực hiện lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có kết quả như thế nào và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có đánh giá như thế nào về nội dung này? Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng và triển khai kế hoạch số 350, kế hoạch giữa Mặt trận và Sở Nông nghiệp ngày 2 tháng 4 năm 2021 về việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh. Tính đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến là 45 trên 71 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 63,38%. Trong đó là có một xã nông thôn mới nâng cao và 17 trên 20 xã biên giới đạt 85%. Hiện nay còn 26 trên 71 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 36,62%. Trong đó có 24 xã nội địa và 3 xã biên giới. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân hai đơn vị cấp huyện, đó là thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đang chờ Trung ương thẩm định và công nhận. Việc lấy ý kiến được tổ chức chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo theo tỷ lệ. Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến, người dân Mặt trận Tổ quốc các cấp là tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh của xã, phường, cụm truyền thanh của ấp, khu phố tại các nội dung lấy phiếu ý kiến để người dân nhận thức rõ hơn, kịp thời thông báo kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến trên hệ thống truyền thanh và niêm yết công khai tại trụ sở ban quản lý và nhà văn hóa các ấp, khu phố, trụ sở ủy ban dân các xã, phường, thị trấn để người dân biết, giám sát các phiếu lấy ý kiến của người dân được niêm phong và lưu tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện. Thưa quý khán giả, năm 2020 và năm 2021, tình hình dịch bệnh đã làm ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế xã hội của tỉnh nhà và tác động lớn đến đời sống của người dân. Cùng với các cấp các ngành, những ngày qua, hàng loạt doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân đã tình nguyện đóng góp nguồn lực tài chính nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối quỹ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Tây Ninh. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, ngành chức năng tổ chức thăm hỏi hỗ trợ các lực lượng làm công tác phòng chống dịch, các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19, đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhân mắc dịch bệnh COVID-19, các trung tâm cách ly tập trung, các chốt khu vực phong tỏa, lực lượng tình nguyện viên, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong đó có sự đóng góp của các tôn giáo trong tỉnh với hơn 33 tỷ đồng và nhiều vật tư y tế. Mời quý vị theo dõi phát biểu của tôn giáo trong công tác này. Thì với trong thời gian dịch bệnh COVID vừa qua, Ban chỉ đạo giáo tỉnh Tây Ninh đã thực hiện tốt những chủ trương, những cái văn bản, những cái chỉ thị của chính phủ cũng như những chỉ đạo của Hội đồng Trung ương triển khai nhanh đến tất cả từng thành viên tăng ni, Phật tử, các tự viện ở trong toàn tỉnh để thực hiện đúng theo cái chỉ thị của chính phủ. Là diện Hội Thánh tỉnh Tây Ninh, chúng tôi hướng dẫn chức sắc chức việc và đồng đạo cao đài rất đông vào trên cái địa bàn của tỉnh Tây Ninh, và ban đại diện cũng rất là lo lắng để mà vì sức khỏe và phòng chống dịch, trường hợp mà đồng bào đồng đạo đi ra ngoài, đi nghĩa là ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, và thứ hai là phải khử khuẩn, thứ ba là khoảng cách, thứ tư là không có tập trung đông người, thứ năm là phải khai báo y tế. Mà nhất là trong cái vùng của tòa thánh Tây Ninh ấy, thì hiện nay là đồng đạo rất là đông, cho nên các cái thánh thất và cũng như cái điện thờ Phật mẫu, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho ban cai quản họ đạo và cũng như đồng đạo phải chấp hành rất là tốt
và đồng thời là phải triệt để thi hành theo cái sự chỉ đạo của chính phủ cũng như của hội thánh. Bản thân là cai quản hòa đạo xã Bảo Năng, là thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bảo Năng, thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Dương Minh Châu. Bản thân chúng tôi luôn luôn lúc nào cũng xác định vai trò vị trí của người cai quản hòa đạo, luôn luôn gắn bó với chính quyền địa phương, chăm lo cho vấn đề an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người khó khăn trong dịch cúm 19 vừa qua. Thưa quý khán giả, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh đã có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống nhân dân ở huyện Dương Minh Châu. Thông qua cuộc vận động đã động viên nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, sức mạnh, nội lực ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh trật tự. Những kết quả đã đạt được đã góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào Dương Minh Châu chung sức xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây. Sau 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Dương Minh Châu đã đạt được nhiều kết quả hết sức to lớn. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư hoàn thiện, diện mạo nông thôn mới từng bước thay đổi. Các mô hình, các vùng sản xuất được hình thành và phát triển. Chính sách an sinh xã hội được quan tâm, thu nhập tăng lên, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định. Năm 2021, phong trào thi đua Dương Minh Châu chung sức xây dựng nông thôn mới đã được các tầng lớp nhân dân trong huyện hưởng ứng tham gia tích cực. Trong đó, mô hình đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tập hợp, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thông qua mạng xã hội. Qua thực hiện, nhân rộng mô hình được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền, cung cấp và sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội huyện, xã, thị trấn và sự đồng thuận trong nhân dân. Từ đó, giúp cho mô hình tiếp tục được triển khai thuận lợi và có hiệu quả. Khu dân cư được chỉnh trang, đường làng ngõ xóm, sáng, xanh, sạch, đẹp. Tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông được kéo giảm, làm cho người dân tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý của nhà nước và sự tham gia vận động của hệ thống mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội các cấp. Mô hình thực sự đã có tác dụng hữu ích trong đời sống thực tiễn, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của hệ thống mặt trận và nhân dân trong thực hiện 5 nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống, cả về vật chất lẫn tinh thần cho người dân. Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội đề ra. Tiếp tục thực hiện đề án 04 của Mặt trận Trung ương trên cơ sở hướng dẫn tại thông tri số 10 của Mặt trận Trung ương về thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Ban thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Dương Minh Châu đã có những cái nội dung đột phá trong cái việc tổ chức cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh trong những năm qua. Để thực hiện cuộc vận động này có hiệu quả thì Ban Thường trực Mặt trận đã có công tác hiệp thương với các tổ chức đoàn thể và sự phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, các ngành chức năng tiếp tục triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, các tổ chức kinh tế để tạo điều kiện vận động các cái nguồn lực hỗ trợ cho cuộc vận động này. Có thể nói cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh là một cuộc vận động khá toàn diện, có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân về vật chất lẫn tinh thần. Điều quan trọng là góp phần nâng cao các cái tiêu chí thực hiện xã nông thôn mới. Bởi vì cuộc vận động có 5 nội dung chính, mà những nội dung này đều xuất phát từ việc tham gia cái công tác xóa đói, giảm nghèo, thực hiện cái công trình giao thông nông thôn, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, góp vốn làm ăn cho bà con gặp khó khăn, đồng thời huy động các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
phong trào đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp đã được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, xã, thị trấn tiếp tục triển khai chương trình toàn dân tham gia bảo vệ môi trường đến tận khu dân cư, vận động nhân dân tiếp tục đăng ký tự thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt của gia đình. Kết quả có 31.000 hộ đạt 98% số hộ đăng ký tham gia. Có 92% số hộ có công trình vệ sinh và dùng nước sạch, có cây xanh trồng trên các trục đường đạt trên 80%. 11 xã, thị trấn có gần 32.554 hộ đăng ký thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã triển khai đến các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6. Có 11 trên 11 xã, thị trấn đều đăng ký ít nhất một tuyến đường hoa, tuyến đường cây xanh có trang bị thùng rác, dụng cụ vệ sinh môi trường. Có 2.230 người tham gia và cùng nhau ra quân dọn dẹp phát hoang 59 tuyến đường giao thông nông thôn với chiều dài hơn 43.000 mét. Nhiều mô hình bảo vệ môi trường được các xã, thị trấn vận dụng thực hiện hiệu quả, như mô hình trong khu dân cư kiểu mẫu, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn trên địa bàn các xã, thị trấn. Trong năm đã lắp đặt mới 220 bóng đèn thắp sáng đường quê trên 12 tuyến đường giao thông nông thôn, trị giá hơn 220 triệu đồng. Trồng mới hơn 2.500 cây hoa các loại trên 45 tuyến đường giao thông nông thôn, trị giá 100 triệu đồng. Vận động người dân trang bị 500 thùng rác tự quản, trị giá hơn 75 triệu đồng. Hướng dẫn để người dân biết cách ứng phó với biến đổi khí hậu và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, vận động nhân dân trồng cây xanh, bóng mát, quy hoạch vườn, ao, chuồng và các công trình vệ sinh, nhà tắm, đảm bảo mỹ quan môi trường, vận động nhân dân giữ gìn cảnh quan sạch đẹp, phân loại và thu gom rác thải đúng quy định. Với tình hình dịch bệnh thì Mặt trận Tổ quốc cũng không quên cái nhiệm vụ thường xuyên của Mặt trận. Thì trong 2021 thì để đảm bảo thực hiện tốt cái chương trình phối hợp hành động và thực hiện tốt cái năm nội dung của cuộc vận động xây dựng toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, ban thường trực Mặt trận Tổ quốc xã xây dựng cái kế hoạch khảo sát thực tiễn, chọn cái địa điểm để xây dựng cái mô hình vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng tuyến đường sáng xanh sạch đẹp tại ba ấp Ninh Thuận, Ninh Hiệp và Ninh Phú. Thì trong quá trình tổ chức thực hiện, Mặt trận thường xuyên đeo bám và hướng dẫn ban công tác Mặt trận ấp vận động nhân dân đặt thùng rác trước nhà và phân rõ rác thải tại nguồn, từ cái mà rác thải để tái sử dụng thì vận động bà con để quy đổi thành quà hoặc khẩu trang để giúp cho bà con nâng cao cái ý thức mà tham gia bảo vệ môi trường, cũng đồng thời tạo cái sự mà giao lưu giữa Mặt trận với nhân dân ngày càng gắn kết hơn. Từ khi có cái phong trào phát động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh thì đóng vai trò Mặt trận, thì chúng tôi đã vận động người dân, trong khi trong cái lúc năm 2021 này là vận động người dân thì được cái sự hỗ quan tâm hỗ trợ của cái nhà nước là ủng hộ cho 1.000 bao. Tôi thấy cái địa bàn của cái tổ ba ấp Ninh Phú là một địa bàn gần giáp nghĩa địa rất là phức tạp, nên tôi quyết tâm đưa về cái tổ ba này để cùng bà con thực hiện. Thì trong cái thành phần thực hiện này thì bà con là đóng góp và hưởng ứng rất là đầy đủ, cũng như là đường bê tông, tiền đóng bê làm bê tông, tiền mua hoa kiển là thắp sáng. Thì hôm nay chúng tôi thấy như vậy đó, là một cái công trình mà chúng tôi làm để coi như là làm mẫu để cho các tuyến đường sắp tới, thì chúng tôi cũng tiếp tục là hỗ trợ, là vận động tiếp tục bà con trong cái địa phương của ấp của chúng tôi là cố gắng làm sao để rồi thực hiện thêm được vài bậc tuyến đường như cái bê tông sáng xanh sạch đẹp như cái đường tổ ba hôm nay. Là tôi thì người dân ở đây, trước đây thì cái con đường này đó nó là cũng như để sình lầy, rồi sau khi đó đó là tôi cũng là tối u quá đi, rồi tôi mới là tổ chức để vận động bà con đổ đá bước đầu, để đổ đá lên sau tình hình được cũng 3 lần rồi mới vận động là bà con lên cái đường bê tông. Mà nó tối sau khi vận động được cái đường bê tông thì tôi có để vận động thêm là cái phần đèn đường, rồi là trồng cây hoa kiển cho nó sáng xanh sạch đẹp, để vận động là trong đó là bên đó là công tác Mặt trận là cùng với dân ở địa phương đây để hỗ trợ làm cái đường ngày hôm nay nó thành hình được thì là sáng xanh sạch đẹp.
Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, người con quê hương tích cực tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 với số tiền hàng tỷ đồng. Trong năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn tổ chức kêu gọi các mạnh thường quân trong và ngoài huyện ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Công tác vận động của cấp huyện có 67 các tổ chức và 95 các cá nhân đã hỗ trợ, ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện với tổng kinh phí là 9,2 tỷ đồng. Cấp xã, thị trấn, các tổ chức và các cá nhân hỗ trợ, ủng hộ công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn với tổng kinh phí là 14 tỷ đồng. Với sự đóng góp hỗ trợ của các tổ chức, đơn vị, công ty, doanh nghiệp, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã kịp thời hỗ trợ cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hỗ trợ hộ cận nghèo theo chuẩn trung ương, hộ không có khả năng thoát nghèo, hộ dân tộc trong khu vực phong tỏa, người bán lẻ vé số, công nhân lao động. Những kết quả của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh sẽ là động lực để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục vận động nhân dân trên địa bàn huyện, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Cuộc vận động góp phần quan trọng vào thực hiện dân chủ trực tiếp, dân chủ tự quản ở cơ sở với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, cũng tạo động lực quan trọng để Dương Minh Châu thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thưa quý khán giả, hiện nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh đang thực hiện triển khai kế hoạch về việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh giai đoạn 2021-2025. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Vi, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn bình thường mới, nhưng tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn vẫn rất phức tạp, cần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Xin đồng chí cho biết phương hướng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong thời gian tới như thế nào ạ? Tiếp tục thực hiện công tác chăm lo cho người nghèo như vận động quỹ người nghèo, xây nhà đoàn kết, hỗ trợ vay vốn không tính lãi, cây con giống cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xây dựng các mô hình giảm nghèo, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo theo nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025 để đề ra. Tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp hỗ trợ người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán năm Nhâm Dần năm 2022, hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ khó khăn là đối tượng F0, F1 đang điều trị cách ly y tế tại nhà và lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương trong trạng thái bình thường mới. Phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh thực hiện phấn đấu có thêm 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới cái giai đoạn 2021-2025, nâng tổng số là 71 trên 71 xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh đạt 100%. Tiếp tục tham gia phối hợp tổ chức xét công nhận gia đình văn hóa ấp khu phố văn hóa cơ sở tín ngưỡng tôn giáo dân minh, đánh giá hộ gia đình tiêu biểu toàn diện ấp khu phố xã phường thị trấn thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Tiếp tục tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục phối hợp tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc thực hiện quy hoạch xây dựng, vấn đề thu chi tài chính, đền bù giải phóng mặt bằng, sự đóng góp của nhân dân, bảo đảm công khai minh bạch, coi trọng việc giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát của Đầu tư Cộng đồng nhằm phát hiện những sai sót để kiến nghị khắc phục và chấn chỉnh kịp thời. Quý khán giả vừa xem chương trình tọa đàm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.